Hello, chào tất cả mọi người nha. Sau đây thì mình sẽ làm một clip để lên đá voi tại xã Giang Tao. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Bốn Chục Đuôn thuộc địa phận xã Giang Tao. Các bạn có thấy đằng sau mình không? Đó là đá voi. Đây là đá voi cha. Sau đây thì mình sẽ lên hành trình lên đấy. Như mọi người đã thấy, có một thằng Ninh định lên trên đỉnh đá voi nhưng mà bị kẹt, không lên được vì quá dốc và trơn nữa. Rồi cuối cùng thì cũng lên được rồi. Chào mọi người đi. Đó rồi. Đó. Nãy giờ mãi quay clip, giờ mình không biết đi đường nào luôn á. Giờ phải qua một đám ruộng đây, trong ruộng rất là ướt.
hay là người dân quê mang thế này. Có vẻ đây là một khu địa lý để mà người ta phơi măng, rất là lý tưởng. Đây, măng khô, chắc chắn là măng này vừa sau người ta nó ăn chắc sẽ ngon lắm. Bên kia một đống, không biết là gì nữa. Đây, mình sẽ review từ từ cho mọi người xem nhé. Nếu mọi người thấy hay video của mình thì mọi người cho một cái like rồi đăng ký chia sẻ video của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây, ở giữa cánh đồng bao la có một núi đá voi rất là lớn, hùng vĩ. Xung quanh là những cánh đồng. Đây, rộng không mọi người? Đây, chờ mình qua kia đi mọi người. Qua kia đi. Như mọi người thấy thì mình vừa quay một chàng trai mình ông rất là mạnh mẽ. Anh ấy chỉ có người yêu đâu mọi người ơi. Ai muốn làm fan với anh ấy thì có thể liên hệ với mình nha. Mình cho số điện thoại cho. Chào mọi người đi, chàng trai mình ông. Đây, mọi người thấy gì không? Rất là dốc đúng không? Hồi nãy là bọn mình phải leo lên cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà không sao, vui là chính hết mọi người nhỉ. Đây, bên nào có thời gian thì mình sẽ review cho mọi người xem cái núi Đa Voi bên phải này, to hơn núi này hai lần quá. Hiện tại thì mình đang ở núi Đa Voi Trang, bên dưới này thì núi Đa Voi Mạch to hơn. Giang gọi là thần, thần tao, mình đọc rõ là tao, là tên của cái đá này. Khi lên đỉnh núi rồi mình thấy người ạ, gió nó thổi, mặc dù là mình đang ở khoảng gian trưa nhưng mà vẫn thấy mát, đang ở độ cao nhưng có gió thổi, không có gì, không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả hết.
Nãy giờ thì mình đã review cho mọi người xem núi Đá Voi rồi nhá. Thì sau đây thì bây giờ bọn mình phải về rồi. Cảm ơn mọi người đã đón xem nhá. Mọi người thấy hay hãy like, đăng ký và subscribe và chia sẻ kênh của mình nhá. Rồi, chào mọi người mà. Rồi, chào mọi người nha.